chào toàn thể quý vị và các bạn. Clip buổi tối ngày hôm nay là ngày 29 tháng 11 thì em Xuân Đình để tiếp tục giới thiệu cho các bác những sản phẩm mới về. Và trong clip ngày hôm nay thì em về nguyên một bầy âm ly đà lông để phục vụ cho các bác. Thương hiệu đà lông cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản, và những dòng này thì ghép được rất là nhiều các loại loa, đặc biệt những dòng loa Mỹ hoặc các bác chơi những dòng loa Nhật như Pioneer hoặc là Sennheiser hoặc là Onkyo, đánh những dòng âm ly đà lông này rất là hay. Model ngày hôm nay gồm có đà lông 390 45 mã màu đen, đà lông 780D, 880D và đà lông 690. Đây là những cái sản phẩm mà em Xuân Đình cũng bán rất là nhiều, và hôm nay thì cập bến cho các bác là toàn hàng tuyển chọn và mức giá thì cực kỳ là tốt tại cửa hàng bên em. Cũng như những cái dịp cuối năm thì rất là nhiều các bác có nhu cầu về âm thanh để nghe nhạc thư giãn thì em về cho các bác, và những dòng này thì toàn là những hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Hôm nay thì em mới có dịp được test một cặp S180A huyền thoại của những dòng loa chuyên nghe Bolero nhạc vàng trữ tình của hãng Pioneer sản xuất. Cặp này em đang bán mức giá là 22 triệu đồng. Các bác quan tâm cặp loa S180A này thì các bác xem video ngày hôm qua là ngày 28 em có đăng. Đây là một cái cặp loa siêu đẹp, tuyển chọn rất là kỹ lưỡng cho các bác. Đấy, chuyên nghe Bolero nhạc vàng trữ tình Bass 30 S180A huyền thoại có mức giá là 22 triệu đồng. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác về những chiếc âm ly đà lông. Đấy, mức giá cũng như tình trạng về máy thì đều là nguyên zin và giá rất là mềm. Em sẽ quay về cặp đôi đà lông 690 này trước. Dòng 690 này thì đã sử dụng mạch New Class A, để khi chơi càng nóng thì tiếng lại càng mềm. Dòng này thì ghép được rất nhiều các loại loa. Máy chạy 8 sò, 4 tụ lọc nguồn và 1 nguồn. Công suất của nó là 180W và sử dụng điện là 100V. Dòng này 1-2 năm về trước thì có mức giá là từ 7 triệu rưỡi cho đến 8 triệu rưỡi tùy từng cửa hàng bán. Nhưng bây giờ thì nó rẻ đi rất là nhiều. Mà hiện tại thì những dòng đà lông 690 thì cũng khá là hiếm. Hôm nay thì em về được một cặp đôi cho các bác. Âm ly có đầy đủ tính năng chỉnh bass tép, có nâu nớt. Đây là các cái đường vào khi các bác di chuyển. Đây là volume. Đây là cầu loa AB và A cộng B. Công suất là 180W, máy chạy 8 sò. Cặp này em đang bán mức giá là 5 triệu rưỡi một chiếc. Đà lông 690, hàng tuyển chọn siêu đẹp. Giá thì cực kỳ là tốt, đồng giá cho các bác. Có 2 chiếc để các bác lựa chọn. Đà lông PMA 690 các bác nhé. Dòng này sử dụng mạch New Class A, ghép tốt các loại loa bass 30 để các bác nghe nhạc cũng như lắp thêm vang cơ vang số để hát karaoke. Mức giá này là cực kỳ là tốt cho những dòng âm ly đà lông mà chạy 8 sò, mà giá thì rất là mềm mại. 5 triệu rưỡi một chiếc đà lông 690 các bác nhé. Hai chiếc về tình trạng rất là đẹp và còn nguyên zin. Sau bên này thì có 3 chiếc đà lông, toàn đều là hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Đà lông PMA 390 45 mã. Dòng này thì có cái đặc điểm đó là nó có một cái đường preout cho các bác làm dè qua thiết bị khác, rất là tuyệt vời. Đời này thì có hai màu, màu đen và màu vàng, thì hôm nay em về cho các bác là màu đen. Máy móc là đẹp như mới luôn. Âm ly có chỉnh bass check đầy đủ trên máy, volume có nâu nớt. Đây là các cái đường vào. Size của nó là size 43, riêng những dòng âm ly đà lông sản xuất là size 43 các bác nhé. Và đây là hàng nội địa, điện 100V, công suất là 135W. Vừa làm âm ly, vừa làm dè rất là tiện. Và đà lông 390 45 mã này đánh các loại loa bookshelf rất là hay. Các bác có thể kết hợp với những dòng Onkyo như D500 hoặc D500 Mark đôi, hoặc những dòng loa Bose 301, Bass 20 là những dòng này rất là tuyệt vời. Mặt tiền cũng như hình thức của chiếc âm ly là siêu đẹp. Âm ly đà lông 390 45 mã, hàng tuyển chọn kỹ lưỡng bên em, từ máy móc cho đến hình thức. Giao lưu với các bác mức giá chỉ có 3 triệu đồng. Giá rất tốt luôn. 3 triệu đồng đà lông 390 45 mã siêu đẹp. Còn dưới là âm ly đà lông 780D và 880D. Thì hai chiếc âm ly này nó đều có cấu hình nó khá giống nhau. Đà lông 780D cũng chạy 4 sò sạc ken 2 feet, công suất là 216W và điện là 100V. Các bác nào đang chơi những dòng loa Bose, loa JB đánh dòng âm ly đà lông 780D này rất là hay. Hoặc các bác ghép những dòng loa Nhật Bass 30 như những dòng Onkyo hoặc những dòng Pioneer. Đời này thì có cổng quang giải mã đồng trục, cũng là size 43, điện 100V. Hình thức tuyển chọn cho các bác là kỹ lưỡng siêu đẹp. Đà lông 780D, công suất là 216W, điện là 100V. Chiếc âm ly này ngày hôm nay em giao lưu các bác mức giá là 7 triệu đồng. Bình thường em đang bán là 7 triệu rưỡi, nhưng hôm nay em về được một lô có 5 con, toàn bộ đều là hàng tuyển chọn, giá rất là hấp dẫn cho các bác. Giá là chỉ có 7 triệu đồng. Toàn bộ đều là hàng tuyển chọn kỹ lưỡng các bác nhá. Đà lông 780D. Dòng này cũng có chỉnh bass check, có nâu nớt, đánh rất là lực. Máy là rất là gấu.
4 sò socket 2 vít, 4 tụ lọc nguồn và 1 nguồn khủng. Đấy, công suất là 216W. Khá tốt các loại loa bát 30, mức giá là 7 triệu đồng. Ở phía dưới là âm vịt đờ đông 880D. Cũng là hàng siêu đẹp, chưa có nào kỹ càng thì nhưng mà máy móc cũng như mặt tiền các bác có thể thấy rõ là hàng rất là mới. Đờ đông 880D thì cũng có cấu hình nó tương tự như 780D, nhưng nó sẽ khác là cái cổng quang nó sẽ là riêng biệt. Đấy, và 880D thì cũng có công suất là 216W, điện là 100V. Thì cái model của những dòng này thì có 780D, 880D và 890D. Nhưng 890D thì nó lại chạy sò thường, là 8 sò thường. Còn riêng cái đời 880D và 780D thì lại là chạy sò 2 vít, nó sẽ rất là lực. Đấy. Chiếc âm đây thì hiện tại em đang bán mức giá là 8 triệu rưỡi. Đời lông 880D, công suất là 216W, điện 100V. Về trong tình trạng là siêu đẹp, cũng có chỉnh bát check, có nâu nốt đầy đủ trên máy, size chuẩn 43. Dòng này cũng khá là hiếm, đời 880D này cũng rất là hiếm trên thị trường. Đây là những mẫu âm ly đờ lông mà em Xuân Đỉnh về cho các bác là tuyển chọn kỹ lưỡng, hàng là siêu đẹp, mức giá thì cực kỳ là tốt tại cửa hàng bên em. Các bác quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho Xuân Đỉnh theo số điện thoại trên bài là 0395727582, địa chỉ cửa hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Và những sản phẩm đây thì bên em Xuân Đỉnh đã ship hàng toàn quốc và giá bán không bao gồm phí ship. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.